Kính thưa quý vị, trong ngày thi đấu hôm nay, ban tổ chức chúng tôi sẽ tiến hành 3 đợt trao huy chương cho 9 nội dung thi đấu. Để chuẩn bị những kiến thức trao huy chương đợt 1, ban tổ chức chương trình kính mời những vận động viên đạt huy chương ở hạng cân 54kg nữ, 54kg nữ và 60kg nữ vào vị trí ghế ngồi ban tổ chức đã quy định trước khu vực khán đài. Thưa quý vị, ông Polaroid Rosanna Malik chuẩn bị tiếp. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thành Lâm, giám đốc trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, phó đoàn thể thao Việt Nam sẽ trao huy chương cho các vận động viên. Ông Polaroid Rosanna Malik, chủ tịch ủy ban thể thao Thế. Zara Flynn, member of NOC, give the flower and souvenir for the winner. Zara Flynn đến từ